Lời đầu tiên em xin chúc mà chủ tịch Trần Thiên, anh chị phó chủ tịch ban quản trị, lời chào trân trọng nhất ạ. Sau đây em xin hát tặng cả nhà một bài hát Vu Lan báo hiếu mẹ cha, là một là tháng 7 của ngày lễ